Tiếp theo mà Thanh Tâm Audio muốn gửi tới các bác đang quan tâm tới những hệ thống CD kèm DAC, đó là combo Mazang SA14S1. Đây là một trong những hệ thống CD cao cấp của hãng với thiết kế dân dụng. Một bộ SA14S1 này sẽ nặng khoảng 15kg một bộ các bác nhé, và được sở hữu trang bị hệ thống biến thế nguồn cũng như hệ thống mạch bo mạch giải mã và bộ cơ đĩa rất là xịn. Đây là một trong những cái đầu CD rất là xịn sò trong phân khúc trên dưới 30 triệu. Và đây là đối thủ trực tiếp của một cái phiên bản như em đã chia sẻ với các bác, đó là chiếc đầu Tech 25XS, là một trong những chiếc đầu ở Việt Nam các dân chơi audio rất là chuộng. Mazang 14S1 thì sở hữu cái thiết kế cao cấp của những cái sản phẩm cao cấp, từ vẻ bề ngoài cho tới nội thất bên trong. Ngày hôm nay thì bên em về được hai bộ với hình thức đẹp như mới rơi thùng, đẹp như mới nhưng bị rơi thùng. Mức giá thì sẽ mềm mại hơn những cái bộ sản phẩm có thùng là 1 triệu.
một bộ Mazang 14S1 này với mức giá là 31 triệu các bác nhé. Và bây giờ em sẽ quay luôn cận cảnh chi tiết của hai cái bộ sản phẩm này để các bác cùng nắm bắt được cái hình thức của máy cũng như là những cái tính năng của một trong hai thiết bị ở đây. Tất nhiên là những cái sản phẩm như này về hàng thì Thanh Tâm Audio cũng không có mở hộp ra, mở thùng máy ra để xem cũng như để chọc ngoáy gì cả. Tất cả còn nguyên bản hết, về hàng thì em sẽ test lau chùi qua một chút thôi, sau đó sẽ làm clip này và gửi tới các bác ngay. Đây là hai máy Mazang SA14S1 về hàng, các bác có thể nhìn thấy này, hàng tuyển cực đẹp. Hàng về thì với một con hàng đẹp thì chắc chắn rồi, khiển zin cũng sẽ phải có. Và đây là hai máy, vì thế sẽ có hai tay khiển. Đây là con máy bên tay trái của các bác, tuyệt đẹp luôn các bác ơi, nắp lưng này. Nó sẽ khác với con 11S1 Network Audio Player, đó là cái mặt tấm nhôm ở phía trên đây này, nó là tấm nhôm tấm, chứ nó không phải là nhôm phay nguyên miếng như thế này, nhôm tấm sơn thôi. Rồi mặt trước của 11S1 ở phía bên tay trái đây, các bác có thể soi góc cạnh này, các cạnh sẽ không bị cấn. Đó, đây là một cái thông tin rất là quan trọng khi các bác mua một bộ sản phẩm cao cấp. Tại vì sao? Tại vì cái mà gây cấn cho thiết bị đó là do chúng ta vô ý hoặc sơ ý làm rơi hoặc làm va chạm vào. Và đặc biệt các cạnh này nó sẽ rất là dễ bị cấn. Vì thế cho nên là những con đẹp thì là thường là sẽ không có những cái đấy đâu. Tất cả các nút tùy biến, tùy chỉnh còn rất là xịn. Ở bên hông thì chúng ta sẽ có hệ thống phay nhôm như thế này đây. Hệ thống má nhôm rất đẹp. Còn đây là cái hình thức của con bên tay phải đang phát nhạc. Con này đọc được cả đĩa SACD các bạn nhé. Đó. Mặt trước đây cũng có đèn nét hiển thị indicator rất là đẹp. Cái này thì sẽ nói thêm vào sau, cho chúng ta xem hình thức trước. Mặt lưng còn bên tay phải đây, tuyệt đẹp. Ta sẽ kê hai con máy lên để giới thiệu cho các bác nhé. Vì là cùng một bộ sản phẩm và nó có hình thức đẹp tương tự cho nhau, cho nên là em sẽ rút ngắn thời gian lại và sẽ test luôn hai con cho các bác xem thử luôn. Em bán ra với cái chế độ bảo hành là 3 tháng các bác nha, còn hỗ trợ bảo hành thì chọn đời máy. Rồi tiếp tục nào, chúng ta sẽ đi về cái thiết kế phía trước của con SA14S1. Chiều rộng của máy sẽ là 44cm, chiều sâu là 41 và chiều cao là 15cm. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế cao cấp với hai cánh buồm ở hai bên. Và cái phần cánh buồm này nó cũng được làm bằng nhôm sơn sần chứ không phải làm bằng nhựa như những sản phẩm tầm phân khúc giá rẻ. Ở phần khung màn hình hiển thị ở giữa thì chúng ta sẽ có một cái phần bệ nhôm phay xước. Ở phía trên thì chúng ta sẽ có logo của Mazang với cái hình thức chữ là mạ chrome. Ở trong phần cơ đĩa thì chúng ta sẽ có ngôi sao 6 cánh, ngôi sao 8 cánh thì đúng hơn, biểu trưng của cái thương hiệu Mazang. Chúng ta sẽ có một khay đĩa với khả năng đặt được đĩa SACD, một nút bật tắt nguồn và nút chọn ngõ vào qua chế độ CD hay là giải mã. USB thì sẽ đọc được cả Way. Đây chúng ta sẽ có một cái đường phone với chân 6 ly và có cả tăng giảm âm lượng cho tai phone. Có nghĩa là những con đầu CD này được thiết kế ra rất là tỉ mỉ khi mà cung cấp cho người dùng có thể chơi được luôn head ampli trên cái con CD này và không cần tới ampli ngoài. Ui chà, nặng quá. Rồi. Đây là tất cả các kết nối phía sau của Mazang SA14S1 từ bên tay phải sang các bác nhé. Rách nguồn với chân 2 chấu. Con này được dành cho thị trường Nhật với nguồn điện là 100V các bác nhé. Và made in Japan. Ở phần remote control này các bác lưu ý giúp em, đó là khi các bác không thấy điều khiển nhận tín hiệu ấy thì có nghĩa là các bác đã sơ ý hoặc gạt nhầm sang cái phần external này rồi, thì các bác gạt về internal là cái điều khiển sẽ có tín hiệu. Sản xuất năm 2014, một con máy rất là đầu gấu. Ở đây chúng ta sẽ có bo mạch digital in, chính là bo mạch tín hiệu đầu vào của giải mã. Thì chúng ta sẽ có ngõ Gaussian này, đồng trục này, optical quang này, USB DAC là ngõ vào từ máy tính sang. Và như tìm hiểu của em, con này thì sẽ giải mã lên tới định dạng nhạc DSD 2.8 hoặc là 5.6 với ngõ vào từ máy tính các bác nhé. Và Mazang SA14S1 thì sẽ sử dụng chip giải mã PCM1792A. Ở cái phần đây thì chúng ta sẽ có hai ngõ digital output với quang và đồng trục, rất là ít sử dụng tới hai ngõ này. Và phần analog out thì chúng ta sẽ có một cặp RCA với chân tương ứng là trái và phải.
Đây là tất cả phía sau của Mahjong 14S1 các bác nhé. Hai con này về rất là tuyển các bác nhé. 31 triệu một máy kèm khiển zin. Bán ra sẽ được tặng kèm đĩa test, dây quang và USB. Còn bác nào mà thích chơi cái hàng nó tỉ mỉ và cầu kỳ hơn, nguyên thùng xốp thì sẽ có mức giá là 32 triệu. Con đấy thì em cũng đã test ở trên kênh rồi, đã đầy đủ clip hết rồi. Vì là một dòng SACD cho nên là khi các bác bỏ một cái đĩa vào ấy thì nó sẽ có cái tốc độ đọc nhận mắt sẽ chậm hơn so với dòng CD thường, tại vì nó sẽ phải phân loại xem là đây là dạng CD gì, dạng SA hay là dạng CD thường. Đó, đấy là cái đặc điểm của cái dòng dòng đầu máy mà có tích hợp SACD nó như thế. Tuy nhiên thì ở Việt Nam mình thì cái nguồn đĩa SACD nó cũng còn đang rất là ít, đặc biệt ở nhạc Việt thì gần như là không có, chỉ có nhạc châu Âu thôi. Bác nào nghiện nhạc Âu thì sẽ có sưu tầm được những cái đĩa đó. Hai máy về tuyệt đẹp các bác nhé, có hình ảnh chi tiết hết cho các bác quan tâm khi mà các bác đang muốn sở hữu em này. Trở lại chuyện hai chúng cầu mà đầu tư cho mình một con CD và tích hợp giải mã luôn cho nó tiện với cái chi phí, với cái chi phí khoảng trên dưới 30 triệu ấy, thì các bác có thể lựa chọn thứ nhất cho em đó là Denon 1650 RE khoảng 26 triệu.
Tiếp tới các bác có thể chọn tích 25XS cũng phải ngưỡng 30 triệu. Hoặc là các bác chọn cho em luôn em Mazang SA14S1 này. Chất âm cực kỳ chắc chắn, trung âm rất là giàu cảm xúc với mức giá là 31 triệu một em hàng siêu lướt và đẹp như thế này. Bác nào quan tâm tới đầu CD kiêm đĩa C hàng cao cấp có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm qua một trong hai đầu số. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.